Lượng hành khách đi và đến đảo Lý Sơn cũng tăng cao sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ban Quản lý Cảng vụ Đường thủy Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và huy động tối đa phương tiện tàu cao tốc để người dân du khách đi lại thuận lợi, an toàn. Ban Quản lý Cảng vụ Đường thủy Quảng Ngãi đã quyết định tăng lên 12 chuyến tàu để vận tải hành khách ra vào đảo Lý Sơn. Gần 2.000 người dân từ đảo Lý Sơn rời quê trong ngày hôm nay và hơn 600 hành khách, chủ yếu là du khách ra đảo Lý Sơn tham quan, được sắp xếp đi lại, mua vé thuận lợi nhất. Mình đặt rồi mình ra mình lấy thôi, thấy cũng dễ thuận tiện chứ cũng không có khó khăn gì. Tôi thấy là coi như việc mua vé mua vé này là rất là ổn định, mọi người lo cho cái này là rất là tốt. Từ ngày mùng 3 Tết, lượng hành khách ra đảo Lý Sơn và người dân đảo Lý Sơn rời quê trở vào đất liền sau Tết tăng cao đột biến. Từ hai chuyến tàu như thường lệ, Ban Quản lý Cảng vụ Đường thủy Quảng Ngãi chỉ đạo cho các đơn vị vận tải tăng cường thêm mỗi ngày từ 9 chuyến đến 12 chuyến tàu để đưa đón hành khách đi lại sau Tết. Giá vé vẫn như ngày thường. Trên cơ sở dự báo nhu cầu đi lại của hành khách và thống kê số liệu hành khách đăng ký thông qua các bộ phận bán vé của Ban Quản lý, thì Ban Quản lý đã chủ động phối hợp tăng cường chuyến. Có ngày đến 11 chuyến tàu để vận chuyển hành khách nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, không để hành khách phải chờ lại đợi lâu tại các cái bến cảng. Huyện đảo Lý Sơn đang tổ chức nhiều chương trình kích cầu du lịch. Nhiều đoàn du khách ngoài tỉnh đã ra đảo tham quan du lịch sau Tết, nên công tác phòng chống dịch vẫn đang được thắt chặt ngay tại đầu cảng. Dự báo trong những ngày tới, lượng khách ra vào đảo Lý Sơn còn tăng cao, nên kế hoạch tiếp tục tăng phiên, tăng chuyến tàu trên tuyến xa kỳ Lý Sơn vẫn được duy trì để không bị động trong khâu vận chuyển hành khách.